chắn là kỹ năng này sẽ liên quan đến một loại thực phẩm nào đó. Và ngày hôm nay thì Tuyết Vinh sẽ chia sẻ quý vị cách làm sữa chua. Như chúng ta biết là sữa chua là một loại thực phẩm được rất nhiều người yêu thích và rất có lợi cho sức khỏe. Sữa chua mà quý vị có thể mua ở ngoài chợ, ngoài siêu thị ra thì chúng ta cũng có một cách để có thể tự làm sữa chua ở nhà. Rất là đơn giản, tiện lợi, lại an toàn cho sức khỏe nữa. Chúng ta hãy cùng bắt tay vào thực hiện món sữa chua ngay tại nhà quý vị nha. Để có được món sữa chua thơm ngon thì chúng ta sẽ cần có nguyên liệu là một lít sữa tươi. Quý vị có thể mua sữa tươi không đường hoặc có đường tùy theo sở thích của quý vị. Chúng ta sẽ cần thêm khoảng nửa hộp sữa đặc có đường. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần một hũ sữa chua đã lên men sẵn. Quý vị có thể mua ở ngoài là sữa chua cái. Và chúng ta chuẩn bị thêm một vài những chiếc hộp nhựa như thế này để sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ cho vào. Hoặc nếu như mà không có hộp ở tại nhà, sử dụng những cái bọc ni lông như thế này để chúng ta cho sữa chua vào cũng được. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nha. Đầu tiên quý vị sẽ chuẩn bị một cái nồi trên bếp để chúng ta đun sữa tươi và sữa đặc lên. Lít sữa tươi vào trong nồi, ta sẽ cho hết sữa tươi vào và quý vị sẽ cho tiếp sữa đặc. Tùy theo khẩu vị của mình, nếu như mà quý vị muốn ăn ngọt một chút thì chúng ta sẽ có thể cho hết. Và muốn ăn vừa thôi thì quý vị có thể sử dụng một lượng là khoảng 2 vá sữa đặc cũng được. Rồi sau khi mà quý vị cho sữa đặc vào, chúng ta sẽ bắt lên bếp để lửa vừa thôi. Và đun cho đến khi nào mà hỗn hợp sữa tươi và sữa đặc của chúng ta sôi lăn tăn. Và trong quá trình đó thì chúng ta cũng khuấy cho đều để cho hai cái vào nhau. Như quý vị cũng biết là sữa chua là một trong những loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe và giàu dinh dưỡng. Nên nếu như chúng ta có thời gian ở nhà, quý vị có thể mua những nguyên liệu này, chúng ta tự chắc là mình sẽ có thể gia giảm được khẩu vị hợp với gia đình của mình hơn. Bên cạnh đó thì nó cũng sẽ an toàn cho sức khỏe. Và lúc nào cũng vậy, gia đình chúng ta luôn sẵn sàng có sữa chua mà không cần phải mất thời gian đi siêu thị. Khoảng thời gian rất là nhanh thôi thì sữa của chúng ta đã sôi rồi. Tắt bếp và bắt xuống. Mình sẽ cho cái hỗn hợp sữa này ra tô. Sau khi cho hỗn hợp sữa này thì chúng ta sẽ khuấy đều một chút xíu cho cái sữa của chúng ta nó nguội đi. Có hai cách để chúng ta có thể ủ được sữa chua. Thứ nhất là quý vị cũng có thể là sau khi chúng ta hoàn thành xong tất cả các công đoạn, chúng ta sẽ cho cả tô sữa chua đã hoàn thành vào trong một cái nồi nước xâm xấp nước như thế này để chúng ta ủ. Hoặc là quý vị cũng có thể cho sẵn vào trong hũ và chúng ta ủ nguội bớt. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho sữa chua cái vào. Sữa chua cái sau khi mà chúng ta cho vào hỗn hợp này thì nó sẽ giúp cho cái hỗn hợp sữa chua của chúng ta dễ lên men hơn và có vị chua. Quan trọng nhất là phải thấy khuấy thật là đều cho cái sữa chua nó hòa quyện vào trong hỗn hợp sữa tươi và sữa đặc mà chúng ta đã nấu trước đó. Thì càng khuấy kỹ, sữa chua của chúng ta khi mà thành phẩm sẽ càng mịn và ngon hơn. Đến giai đoạn này thì đã phần nào hoàn thành rồi, quý vị sẽ không cần phải mất thêm một công đoạn là cho thêm nguyên liệu nào vào nữa, mà chúng ta chỉ cần cho sữa chua này vào trong một nồi nước ấm mà Tuyết Vinh đã chuẩn bị ở đây, một nồi nước ấm. Có thể cho sẵn vào trong những cái chiếc hũ như thế này để chúng ta ủ luôn. Và sau khi mà ủ xong thì quý vị chỉ cần cho vào trong tủ lạnh cất là được. Bây giờ thì Tuyết Vinh sẽ cho luôn vào trong hũ của chúng ta và thì chúng ta sẽ khuấy đều một chút xíu cho sữa chua nó nguội đi rồi hãy cho vào trong hũ quý vị nhé. Bây giờ thì cũng đã được rồi, chúng ta sẽ cho vào trong hũ. Những cái dụng cụ sữa chua như thế này cũng rất là dễ tìm, quý vị có thể mua ở ngoài chợ những chiếc hũ để chúng ta đựng sữa chua. Nếu không có thì quý vị có thể sử dụng những cái bọc ni lông nhỏ như thế này chúng ta cho sữa chua vào cũng được. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt cho hết lượng sữa chua mà mình đã chuẩn bị vào trong hộp hoặc là bọc ni lông. Rồi sau đó là chúng ta sẽ buộc kín lại và hoặc là đậy nắp lại sữa chua này vào trong một cái nồi nước ấm ấm, xâm xấp nước thôi. Và chúng ta sẽ đậy nắp kín lại và ủ từ 5 đến 8 tiếng sữa chua vào buổi tối. Chúng ta ủ qua đêm đến sáng ngày hôm sau là được. Và lưu ý là không ủ quá lâu thì sữa chua của chúng ta sẽ không còn ngon nữa. Sau khi mà chúng ta tiếng thì sữa chua lúc này đã có thể sử dụng được rồi. Nhưng mà để cho ngon hơn thì quý vị có thể cho vào tủ lạnh để cho nó đông lại một chút xíu. Chúng ta cũng có thể sử dụng sữa chua kèm theo với một ít trái cây. Hoặc là trong quá trình chế biến quý vị có thể cho luôn trái cây vào trong sữa chua. Thì cuối cùng chúng ta sẽ có sản phẩm là sữa chua trái cây vô cùng hấp dẫn và thơm ngon hơn nữa. Và hy vọng là với những gì mà Tuyết Vinh chia sẻ ngày hôm nay thì quý vị khán giả của chúng ta đã biết cách để thực hiện sữa chua ngay tại nhà của mình. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công.